ngày một đêm, xem sớm nhất vào lúc 20:30 chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc. Em là đi học ở trên thành phố mới về. Để quên cái áo rồi, còn có nhiêu đây thôi. Xích cái đai quần. Dạ đúng rồi. Là bạn học á hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà em học nửa mùa. Ủa gì vậy? Em là đông tây giao thoa. Dạ cái này cũng tía em. Chào tía. Ủa thôi đi. Bán vàng á, phường 4 mà. Tôi xin giới thiệu, tôi là một đại gia. Wow. Ông của thầy Kiều. Thầy Kiều. Tôi đeo vàng rất nhiều nên gọi tôi là cậu vàng đi. Trời ơi. À thì cũng không giấu gì anh chị. Không giấu gì anh chị. Alo, ai vậy? Chị nào đây? Thì đây là con tôi. Còn tôi là ông bá hộ vùng này. Tôi cai quản đất đai ở đây. Vậy thôi, đơn giản. Thì mọi người thấy là cái cấu hình của em hiện tại đang rất là sang trọng. Không, nhưng mà em kỳ á. Kỳ á. Không có vô với tụi tôi. Giờ làm sao cho vô đi. Nhưng mà vô một cái thì em có thể mở ra. Mở ra sao? Đúng rồi. Tao chống mắt cho tụi ok, mở ra. Mở ra. Trời ơi. Ra mình vô đi. Đây, đây, đây. Cái mình theo, mình bóp giò cho cả. Đó. Đây là người ở nhà em. Đúng rồi, đó chứ là linh động, thức sang, có sao cái này của em. Dạ, cảm ơn cậu. Đóng da nghèo mà mấy chị độ không vậy? Đóng da nghèo mà mấy chị độ không vậy? Dạ, dạ, thám dài nha.
Cậu Vàng. Dạ. Cậu nói nhà cậu giàu đúng không? Khẳng định luôn. Hôm nay là cậu mặc ở An Giang rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cậu đầu tôi chưa? Giàu chưa? Cậu giàu. Anh giống như thầy giáo vậy đó. Đúng rồi, chưa thầy giáo rồi dạy chữ á. Ờ, học trò nè, học trò nè. Trò sao mà nhuộm tóc mà đầy nọ quá vậy? Đâu, em học ngoài đồng, nó là nắng nó chiếu vô là nắng nó chiếu vô là bây giờ là từ từ nhuyễn. Ôi, học cái gì ngoài đồng? Tao trường gì mà miếng quá vậy? Chưa cậu 2, cậu 3 là học bên Tây là giống y chang vậy luôn á. Miếng 2 cái dây lên thôi. Đúng rồi. Em học trường gì bên bển? Mla Lokli. Khu vực vòng xoay nơi các bạn đang đứng là một trong những biểu tượng của thành phố Cà Mau. Wow. Các bạn có đoán được đây là hình gì không ạ? Cây lúa anh ta. Hình ngòi bút. Bông lúa, giống giống bông lúa. Cha tôi rất là giỏi. Cha tôi cái gì cũng biết. Đúng, tại vì tôi người dân ở đây mà. Cha ơi. Cái đó là hình gì vậy cha? Cái này là hình cây đước. Cây đước á. Đúng vậy. Cây đước là cái gì cha? Tới đó được rồi con. Cây đước ngày xưa người ta phải cưa ra để người ta làm cây thước. Ôi, hay quá, bên Tây không biết cây này. Thật ra là ở Cà Mau á là rất là nổi tiếng, có hai cái loại cây là cây mắm với cây nước. Dạ. Yeah. Và cây mắm với cây nước á là gần như đã trở thành một cái biểu tượng cực kỳ là đặc biệt của Cà Mau rồi. Ở đây thì không biết là mọi người có đi Cà Mau nhiều chưa? Dạ. Dạ nhiều rồi. Dạ rồi, em đi nhiều rồi. Một người đi lần đầu tiên đó chính là dạ đây, Vít Phan. Thì hồi xưa là lúc mà tập cuối của mùa 1 á là hỏi là muốn đi đâu là em kêu là muốn đi Cà Mau. Chi vậy? Trời. Chi? Tập cuối đi luôn đi. Người ta được đi thôi. Ủa gì căng thẳng vậy, hỏi thôi mà căng thẳng vậy. Trời ơi, này cái mặt này khó chịu lắm. Em á dạo này em hay xin phép. Em gỡ mà sao vậy? Ủa vậy giờ em gỡ là em sang. Em người ở đi. Ở đi. Mặt nó này khó chịu cho em gỡ giờ tới cuối chương trình đi. Chứ phải nóng à. Ôi là mang giờ mang gì? Sao cha làm cho họ vậy? Trời, vô đây hai em hai giữa đường chứ đồng như vậy. Che lại nè. Kìa, tao quay quá trời kìa cha. Trời ơi. Vậy rồi em bày đúng nhân vật của em rồi. Đây là Lâm nè. Trời ơi. Anh ơi. Đây là Lâm Đô. Lâm Đô. Trời ơi. Rồi, đối với những bạn mà đã đi Cà Mau rồi thì các bạn thích những cái món gì ở Cà Mau? Dạ, hôm qua em vừa mới ăn được một món rất là đặc sản ở đây là bánh tầm cây, siêu cay luôn. Thật ra là lần đầu tiên là ăn một cái món mà cay khủng khiếp vậy. Dạ, cua Cà Mau. Bánh tầm bì. Ở đây đặc sản là bún nước lèo bì. Đặc sản là... Tóm rồi. Buổi sáng ngày hôm nay á thì chúng ta sẽ khởi động với một cái món, chính là cái món của Hiếu ăn ha. Ồ. Món bánh tầm cây. Yeah. Thì chúng ta sẽ dùng cái món bánh tầm cây này để chúng ta chia đội. Đó. Trong đó có 3 dĩa bánh tầm ít cây và 3 dĩa bánh tầm siêu cây. Trời ơi. Thì siêu cây sẽ về chung một đội và ít cây về chung một đội. Dạ. Chết tôi rồi. Xin mời đạo cụ đi ạ. Dạ cậu chọn số nào cậu? Số 3 con. Dạ số 3. Ông chứ cậu. Dạ nào, cậu này. Cậu số nào cậu? À cho cậu số số 1 đi. Số 1. Cậu xíu mặt cậu lấy giùm con. Không sai con lợi cậu. Cậu vừa phải thôi. À, tính sai đó. Dạ cảm ơn cậu. À, đốt cậu ăn coi. Số 4. Chết mồ rồi sao mùi ớt dữ vậy? Số mấy? Con số 2 đi. Đây. Con số mấy? Con số 5. Rồi ok. Sao của em sốt đậm đà vậy anh em ơi? Đó nó đó. Trời ơi không mời cha mời chú gì hết trơn á, thằng nô này. Trời ơi. Ơi trước con nô này. Nô ơi. Nô ơi. Con quên. Nô ơi. Trời ơi. Đợi lúc cậu ăn. Thôi được rồi. Đợi lúc cậu ăn. Cũng. Đốt cậu coi. Dạ. Đốt. Ba lúc rồi. Không cay. Không cay. Cậu cay. Cậu bình thường. À bình thường. Sao vậy? Ông chắc là do đường gian cay mạnh á cho nên thấy bình thường. Ôi nhà tao về với nhau. Gán làm cho cậu mấy năm đi rồi lấy vợ con. Ôi mình về với thầy rồi. Về với thầy. Gia đình mình đã đi học. Đúng rồi. Mình không mất dạy nữa. Mình không mất dạy nữa.
Trời, vậy thì mình đặt luôn chứ hả? Học vấn. Học vấn. Đúng rồi, đợi là học vấn hả? Rồi. Đồ vô mình luôn. Đồ. Đầu đất. Đồ. Đầu đất. Đầu đất. Đầu đất. Đầu đất. Lấy đất lộn đầu. Đất nhiều thôi. Đất nhiều được không? Đồ chúng tôi ngày hôm nay đặt tên là học vấn. Từ đây tới cuối chương trình chúng tôi đều nói những câu nhã nhặn. Đúng rồi. Hay đâu rồi anh ở giữa nói coi. Nói tiếng Anh á. Rồi chịu chứ. Tao phải bỏ anh mà. Không. Tôi bị á khẩu rồi. Đồ đất mũi. Đồ đất mũi đi. Đúng, có làm mũi. Đúng, tụi tôi có làm mũi. Lại đang đi chân đất luôn. Mà đang ở Cà Mau là đất mũi. Đất mũi. Chính vì vậy đội chúng em được mang tên là đội đất mũi. Bây giờ ăn rồi thì chúng ta sẽ tới phần uống ha. Như thường lệ thì chúng ta uống để chọn ra người đeo em Jenny. Yeah. Ở Cà Mau thì còn có thêm một cái đặc sản nữa, đó là mật ong rừng U Minh. Và buổi sáng này để cho có thêm nhiều cái vitamin C. Dạ. Chúng ta sẽ uống nước chanh mật ong rừng U Minh. Dạ con tới rồi đây. Trời ơi. Sáng cho đẹp nha con. Dạ. Cho nở mặt nở mày nghe con. Số 1, số 2 ra đàng hoàng nghe con. Dạ mà xào chẻ đi cậu. Cậu uống gì để con làm. Số 3 con. Số 3. Ba chìm nha cậu. Có số 7 không ạ? Không có số 7 á. Đây là 2 luôn đi. Đúng rồi. Đây làm trò cho nào. Dạ con số số 6. Lô. Sao chẳng được nhiều dữ vậy? Con tính uống chung mâm với cậu hả? Dạ. Rồi chúng 1, 2, vô. Uống hết nha. À, ngon quá. Yeah. Ngon quá, ngon quá. Sức đề kháng dồi dào. Gì vậy? Mật ong muối. Wow. Wow. Bộ đồ này phải có cái gì đó đeo nó mới đẹp. Đâu. Do đòi Jennifer. Trời ơi. Ôi. Thấy con vậy. Dễ thương quá à. Cảm ơn anh. Đúng là kiếp đeo rồi. Khó không được anh em à. Sao anh hoài vậy? Lần đầu tiên á, mùa này á. Ủa vậy hả? Ồ, sao em nhớ anh đeo hoài mà ta? Em phải em anh không? Có đâu, thiệt nhớ đeo hoài luôn á. Thôi nè, chơi nhía nè. Em chưa đeo lần nào đâu. Rồi, như vậy là chúng ta đã có một cái khởi đầu buổi sáng đầy năng động ở thành phố Cà Mau ha. Và đó cũng là khởi đầu cho cái hành trình đường về đất mũi của chúng ta. Dạ. Dạ. Bây giờ thì xin mời các bạn xem qua về cái bảng hành trình của chúng ta ngày hôm nay và ngày mai. Wow, phía đông bắc bộ nhiều mây, nhiều mưa, biển động nhẹ. Ngày giật 15, giật phi cấp 6, giật, cẩn thận, giật. Ông đi tìm mật, đố anh bắt được em, săn bắt hải sản, ngang như cua, cuối cùng là vươn mình ra biển lớn. Hấp dẫn quá ta. Ngang như cua chắc trò chơi liên quan cua nè. Đúng rồi. Vươn mình ra biển lớn chắc là mũi cà mây. Ra biển đó. Trôi ra biển đó. Trôi. Trôi. Như vậy là các bạn đã biết qua về cái hành trình của chúng ta ha. Đó cũng là 5 cái thử thách lớn mà các bạn sẽ phải trải qua. Dạ rồi. Và xuyên suốt cái hành trình này, đội nào chinh phục được nhiều thử thách hơn, đội đó sẽ chiến thắng cùng với những cái món quà từ Cà Mau. Em nói thiệt nha, mấy cái là thử thách này á, toàn là thử thách người nông dân như mình làm được thôi. Còn nghĩa học chóng rồi, đúng rồi. Ở nơi xa là sao làm được. Đúng. Tôi thấy là thua chắc rồi đó, bên đây kia thua đó. Đúng rồi, ở đây đã có hả Giano rồi. Giano là bệnh sao biết. Đúng. Quá là thầy ơi, đây gọi là hữu dũng vô mưu. Đúng vậy. Chỉ biết sử dụng tay chân là biết sử dụng cái đầu này được. Đúng rồi, chúng ta có hợp để chúng ta biết cái nào cần chơi và cái nào cần phải nhẹ nhàng. Dạ đúng rồi. Còn ở đây là hùng hục. Đặc biệt ở đây là bà con rất là quý. Thương. Thương lắm. Một bài hát đi. Hát chung nghe nói Cà Mau xa lắm nha. Biết bài đó không? Biết bài đó không à. 2, 3. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam. Hát to lên! Phải chi ta không tới, về để nói cho nhau mấy lời. Đã được rồi nào. Thưa bà con. Dạ. Đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự do. Tường ớt chim su
món ngon cùng vị. Mình đi đâu đây? Ý à, tình yêu đó. Trời ơi, chào con ở đây đợi từ chiều à. Đó. Chào mừng các bạn đến với khu du lịch sinh thái Cà Mau Eco. Bây giờ giữa một rổ bánh phồng tôm và một rổ chuối, các bạn sẽ chọn rổ nào? Rổ chuối à? Em nghĩ rổ chuối, bởi vì chuối cung cấp nhiều protein, vitamin nữa, kali. Em chọn bánh phồng tôm. Đúng rồi. Bánh phồng tôm là đặc sản ở Cà Mau. Đúng rồi. Nếu được chọn, mình sẽ chọn cả hai. Đúng là thầy. Đúng là thầy đồ mạnh quá. Đói đói. Ủa? Trời ơi, sao con phản thầy quá kia rồi? Em sơ hở, cái em đã qua đội tôi à. Mê tụi tôi lắm. Mê mẩn tụi tôi. Gì ồn vậy? Ủa, gì vậy? Sao giọng quen vậy? Trời ơi, giọng nghe là biết ai liền á. Ủa, người dân nào mà quạ mặt nặng nề quá vậy? Trời ơi, nhìn sao như chị Phương Nguyên vậy? Ủa, nhìn sao như chị Phương Nguyên vậy? Chị Phương Nguyên. Trời ơi, mấy anh ơi, mua giùm em đi, sáng về em ế quá. Mua bánh bồng tôm giùm em đi. Chuối em anh ơi, để hề chuối nè. Hỏi câu chân tình được không? Dạ sao anh? Xăm nhưng mày ở đâu hả? Nhưng mày riêu, người ta không riêu hả? Chùi đi, đâu có miếng mực nào đâu. Nhưng mà còn cái sụm mũi là riêu hay là sao? Còn cái sụm mũi là riêu hay là sao? Để hỏi mấy anh á, mấy anh nghe gì chưa? Nghe gì? Nghe nói Cà Mau. Nghe nói Cà Mau. Hát 7 lần rồi. Hát 7 lần rồi. Tôi hát 7 lần rồi. Hát 7 lần rồi, hát 7 lần rồi. Nhưng mà cho tụi em hát đi. Bài mới đi, bài mới đi. Bài mới đi. Em nghi rồi, em nói cái bài này là thế nào mới ảnh. Hát bài mới đi. Không mà, tụi anh còn không? Tụi anh còn không? Còn. Còn đâu đây tiếng gió ngựa vi. Còn đâu đây tiếng gió ngựa vi. Hãy ảnh thôi luôn hả? Quay MV rồi, quay MV rồi. Cái gì hả? Ôi cái này cái gì vậy? Cái này cái gì? Cái ghê. Cái ghê chiêu ca. Làm đánh rồi. Làm đánh xe luôn rồi. Chị có thể chèo ngựa. Chị chèo về luôn cho em đi chị. Okay. Chị chèo thiệt nè, chị chèo thiệt nè. Thương của em đi nè. Mới chào đầu mà lấn cấn quá. Trời ơi. Tại vì miền Tây có mấy bài mấy ảnh dành hết rồi. Anh hát hết trơn rồi. Bờ đi, lên bờ đi. Lên bờ đi. Trời ơi. Trời ơi. Sao mà hèn vậy? Trời ơi, vừa luôn hả? Trời ơi. Cái này gọi là vượt lên nghịch cảnh. Wow. Con chuối liền. Trời ơi, em sống không có luồng cuối vậy đó. Em sống không có luồng cuối vậy đó. Quê chưa? Trời ơi. Nó là cắm xào trên bờ Kim Gia 7 luôn đó. Dạ. Cảm ơn chị gái. Dạ. Hồi nãy là em bán gì? Dạ nè, em bán bánh phồng tôm. Qua kia. Qua tôm. Qua đây. Qua tôm. Đây, yeah. Là hai con ở đều rồi. Chuối à. Ôi. Quên lắp. Chào khán giả đi. Anh lùi hai bước, lùi hai bước. Là có vượt trước rồi hả? Mấy đêm ra. Dạ. Lập ơi, tiểu phẩm số mấy vậy? Điểm tiểu phẩm thứ ba. Thứ ba là cười ha ha ha. Ha ha ha. Tao áp lực.
2, 3, action. Ủa? Ủa? Anh Bảy. À, chị Ba. Anh Bảy đi đâu đây? Tôi đi quay chương trình mỗi ngày một đêm. Chương trình gì mà nghe lạ vậy? Tôi nghe có 2 ngày một đêm thôi. Trời ơi, quay những cái chương trình đó là ngừng phải đồng điệu dữ lắm đó nha. Là phải duyên dáng dữ lắm đó. Cho nên là anh có câu gì muốn hỏi tôi không? Cho nên là anh có câu gì muốn hỏi tôi không? Biến quản mà nói vậy luôn. Quên đó, tập nhiều tôi bấm á. Tôi quên đó. Quên tôi bấm nhiều. Trước khi mà tập á thì thấy nó rất vui. Nhưng mà ở đây người ta bắt miếng mình hết trơn rồi. Tự nhiên em thấy bị yếu nghề á. Sao đâu, mình cứ tự tin đi. Vui mà. Vui đang vui. Cười mậu giùm em coi. Vui đang vui. Cười mậu giùm em coi. Không có gà nổi. Cười mậu. Không có gà nổi luôn. Hỏi đi. Rồi. Tôi đố anh Bảy nè. Ừ. Trời ơi, bán mà phải nữa nha. Mấy cái bố thì chưa kể chuyện mà mắc cười. Tự nó không, người giải bố lắm nha. Không thành gì à? Không thành gì à? Nó có vô chủ đề chưa? Rồi. Bạn là biết là cái vụ mà cá này nhìn tròn anh nhìn trong mà cá này nhìn tròn anh nhìn dốc luôn rồi. Cái kia là tất cả mọi người biết cái miếng về cá gì hình tròn rồi đúng không? Rồi. Bây giờ tôi cũng tới hình nữa. Rồi, hình gì? Bò gì hình trụ? Bò viên. Sai. Bò kho. Sai luôn. Chứ bò gì? Bò bía. Bò bía. Chắc mình à. Thấy chưa? Không phải là tiểu phẩm của tụi em đến đây là hết. Thật ra là đây là tiểu phẩm tụi em có một cái bài học nhân văn như vậy. Nếu như là trong cái đường đời mà chúng ta có vấp ngã mà mình diễn hài không ai cười đi mà không sao, mình sẽ cố gắng mình trao dồi để mà khi mình quay trở lại mình sẽ diễn hài người ta cái cười nhiều hơn. Đúng rồi, nói chung là vô cái đội hình này là phải hòa chung cái đội hình này. Mà ngày hôm nay hai bạn bán bánh phồng tôm với bánh chuối là có ý gì? Dạ đây, tại vì bánh phồng tôm mà đặc sản ở Cà Mau đó anh, cho nên là em hóa thân vào người bán bánh phồng tôm dạo. Wow. Giờ tôi phát bán chuối, mảng miếng không hề đuối. Mảng miếng không hề đuối. Nãy giờ thấy đuối nhiều. Thấy đuối nhiều. Rất là vui luôn vì có hai bạn rất là năng lượng luôn. Duyên dáng đó là Võ Tấn Phát và Huỳnh Lâm. Yeah. Đây là những con người gọi là chân chất, chân lắm tay bùn, chân đất ra ruộng. Đó, kiếm cơm áo lo gia đình. Giàu nữa. Ủa nó ra đen nè, nó đen xui hết trơn rồi nè. Ngoài giàu tình giàu nghĩa còn có giàu thực lực nữa. Rồi. Đây là ông Hậu Đồng. Còn đây là nô bộc gia đình. Dạ, nô bộc chăm lo gia đình. Còn đây, con của ông Hậu Đồng, tên là cậu. Cậu Vàng. Cậu Vàng. Đội này có tên là Đất Mũi. Dạ. Một địa danh mà phải đến một lần trong đời. Người ta nói là ở ra nè, mũi kêu như sáo thổi đĩa lên như bánh canh. Đất Mũi có nghĩa là đất, dùng đất rất là nhiều mũi. Còn một cái nghĩa khác nữa là anh em nghệ sĩ chúng mình á là phải là do ve liên tục. Do ve. Thêm một cái nghĩa nữa. Nghĩa gì em? À, đất mũi. Giờ có một khúc đất mà có hai cái mũi giả rồi. Có một khúc đất mà có hai cái mũi giả rồi. Đó. Nghĩa là nó nhiều cái ý nghĩa đúng lắm. Đúng rồi, có ý nghĩa lắm, mũi giả nhiều lắm. Mũi giả nhiều lắm. Thì đội tôi thì cũng không có của sao làm nhiều. Bên đây làm nhìn tri thức, bên đây làm nhìn giả nhỉ. Ở đây bác sĩ thiệt làm, ở đây bác sĩ giả là không có tri thức là bên này nói chuyện không. Trời ơi, bớt vô dèo bên đây giới thiệu. Đây là đó, đây là cậu ba, cậu hai. Sao? Đây là ông thầy, thầy dạy đó, rồi đi học ở nước ngoài rồi cố gắng đem những cái gì mình biết nhiều về để về gọi là giúp đỡ bà con. Tại vì nghe nói bà con là bị cái cường hào ác bá bên kia ăn hiếp quá. Rồi, đội này có học nên đặt tên là học vấn. Học vấn. Những ai đã từng đến Cà Mau chắc hẳn sẽ không thể bỏ qua được thứ đặc sản vô cùng quý hiếm và bổ dưỡng được người người ưa chuộng. Đó là mật ong rừng U Minh. Mật ong rừng U Minh đậm đà chất rừng tràm của vùng đất mũi. Ông ở đây tự đi hút mật, sinh sống và tạo mật nên hương vị rất đặc trưng. Cho nên hôm nay, chúng ta sẽ hóa thành những chú ong để chơi một trò chơi có tên gọi là ong đi tìm mật. Những con ong. Luật chơi như sau. Chương trình sẽ chuẩn bị hệ thống dàn rồng rọc. Phía dưới chính giữa dàn rồng rọc có một bụi hoa tràm. Lần lượt từng đội sẽ cử một chú ong leo lên để thu hoạch hoa tràm và mang về giỏ của mình. Ba thành viên còn lại sẽ chia ra hai cánh để điều khiển rồng rọc cho ong lấy hoa. Mỗi lần lấy, các bạn chỉ được lấy một cành hoa tràm. Mỗi hiệp như vậy là 2 phút. Có tất cả 4 hiệp đấu. Đội nào càng mang nhiều hoa về thì thành công của đội càng lớn. Dạ. Dạ, trước khi đến trò chơi tôi sẽ hát bài Chị Ông Nâu và Em Bé. 2, 3. Chị Ông Nâu, 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 Nâu. Chị Bé đi đâu, đi đâu. Hoa cà chẳng phải bán. Đi đâu, đi đâu.
chị ba. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Tên kia mới là doanh nghiệp. Đây đi. Ăn học mà sao hát kỳ vậy? Ăn học mà họ hả hát kỳ quá. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Kéo vô, kéo vô Lâm ơi. Để em. Kéo em vô, kéo em vô cho tôi. Ông ơi. Trời ơi. Chị ông đâu, 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 đâu. Chị bay đi đâu, đi đâu. Sao mà ôm xà nẻo vậy? Bye bye. Hoa của ta. Ủa, kéo lên chưa? Kéo ta lên. Kéo ta lên. Rồi, 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 kéo về, kéo về. Kéo về. Yeah. Ủa? Anh Giang, kéo lên Giang. Anh kéo về. Kỳ Minh Tuấn chơi móc vô cái cây rồi ai mà kéo nổi. Rồi, kéo về, kéo về. Ủa? Ủa? Kéo em ra. Sắp rồi, em sắp ra tới nơi rồi. Ây da, trời ơi. Trời ơi, kéo gì mà dữ vậy? Anh Giang kéo miếng nữa. Anh Giang kéo miếng nữa. Trời ơi, Kiều Minh Tuấn đứng ra có dây luôn rồi sao trời. Từ từ, ta đang làm nhị ở đây. Kẹt rồi. Anh Giang kéo đi. Rồi lấy đây lấy về. Về 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 về. Về về. Thôi 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 thôi.
Từ từ. Rồi, hết giờ lục bộ. Trời ơi, không ai kéo em ra hết. Kéo ra là bên kia. Bên anh bên kéo ra vô. Thì anh kéo vô rồi mà em chịu kéo ra. Anh chưa kéo Hiếu vô sao em ra được? Đúng rồi, em chưa ra tới nơi. Anh kéo Hiếu vô rồi. Không lấy được bom, chưa lấy được bom. Một, hai, ba, bốn. Trời ơi, thua năm, đâu rồi. Ê, năm đâu ra? Bốn à. Bốn à, ok. Mình được nhiêu à Hiếu? Bên đây được một. Một, hai, một, hai, rồi hai. Ba, hai, một, bắt đầu. Rồi. Rồi. Bên kia kéo ra, kéo ra. Trời ơi. Hay quá. Bỏ ra đã là chuyện siêu đây. Kéo vô. Ta là chuyện siêu đây. Ta là chuyện siêu đây. Ủa, có gì vậy? Ủa, cái đó gì? Tao cho tiền. Ủa, tiền hả? Tao cho tiền, đừng lấy. Cho tiền đó. Cô Hoa Nhi ơi. Cô Hoa Nhi ơi. Go. Tao không cho người dạy. Kéo về anh ơi. Quay, quay, anh bị đánh rồi. Ủa. Anh về được chưa? Kéo về. Hết giờ. Ủa, nè em nhớ nhiều lắm mà ta. Có đâu, anh ảo giác rồi, sáng nắng rồi. Còn Hiếu nó dục hết rồi. Nó dưới sông nè. Nè, một chùm dưới sông nè. Đó, nhắc luôn kìa. Thấy chưa, quăng xuống chi gọi giờ phải ngọt kim đáy bể. Có nhiêu đây rồi mà. Còn, à, còn đâu, 17 cái đó. Hết rồi. Đây, đem đếm cho. Còn nè. Bên kia nhiều bỏ rào vậy. Hai, ba bỏ nha các con. Hai con em. Bốn bỏ, ý là đang quá thân. À, đang quá thân. Năm bó, trời ơi, bữa nay mẹ bầm mình bầm bảy mua được năm bó rau về cho tụi con ăn nha. Con hả? Con kìa, rơi xuống lấy đi. Để tay cho. Có cái tay thì gãi mà con hay đưa tay xuống. Trời ơi. Trời ơi,
Sao? Sao? Còn không? Cái đó là chung một cành rồi tách ra đó. Đúng rồi. Không có. Nói lại, nói lại. Trời ơi, nhà mình bên đây cũng năng suất lắm à. Một nè. Công nhận. Hai nè. Ở đây. Ba. Rồi, công nhận. Bốn. Cái đó hai cành, cái đó bốn hai cành. Bốn năm luôn, bốn năm. Bốn năm. Hết. Ủa, hết vậy? Trời ơi, anh có được ra đâu. Bên đây toàn kéo ấy không à, cùi bắp mà, bởi vì con ngô kiến bắp mà. Gì? Tôi là ông. Bạn là ông gì? Ông Cao Thắng. Ông Cao Thắng. Trời ơi. Vui quá trời. Vui quá trời. Bạn, bạn là loài gì vậy? Mình cũng là loài ông. Bạn là ông gì? Mình là ông nội của bạn đó. Mình là ông nội của bạn đó. Trời ơi trời. Chơi. Chơi. Lên. Chạy cú. Chạy cú. Lên đi. Đúng rồi. Lên. Của anh. Ra nữa. Ra nữa. 3 giây. Trời ơi. Trời ơi. Ủa. Chưa. Vô vô vô. Vô. Ủa. Rồi. Trời ơi như kiếm hiệp vậy. Đi. Trời ơi như kiếm hiệp vậy. Đi. Kéo lại. Đi. 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 Hay quá. Chế phụ em luôn, đúng rồi, đúng rồi. Ủa sao anh chế cái dây, anh chế lộn dây rồi. Anh chế lộn dây rồi anh Tuấn ơi. Kéo đi. Đi. Lên. Đi. Đi. Con ong này. Ủa, trời ơi. Ủa, trời ơi. Ăn cơm chưa? Vô, vô, vô. Được cứu mẹ rồi. Ăn cơm chưa? Vô, vô, vô. Được cứu mẹ rồi. Rồi đi. Ê, lại lộn vô đồ rồi. Lại lộn vô đồ rồi. Chào các bạn, ngày hôm nay mời mọi người cùng đi xem vlog một ngày làm ăn của ông nha. Hello, xin chào mọi người. Hiện tại mình đang bị ở đây và đợi cứu nạn cứu hộ ra để giúp mình. Chứ giờ mình thở không nổi. Chào các bạn. Bay ra, bay ra hết rồi nha. Bay ra. Sáu. Nhanh phát lên. Năm. Thở ra. Bốn. Kéo lên lên. Ba. Hai. Được chưa? Cứu ai ra chưa? Hết giờ. Ba. Hai. Trời ơi, cứu ai ra chưa? Hết giờ. Ai cứu tôi? Đếm hai anh em ơi, đếm hai nha, đếm hai nè. Một. Hai. Ủa? Điên là phải đưa vô chứ. Cạnh nào? Ba. Bốn. Bốn. Năm. Năm bông. Không, nói chung là cái round này là đội mình rất là năng suất, rất nhịp nhàng luôn. Một. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Ba. Yeah. Ban đầu em tưởng em chỉ kêu con mất kinh trong nước bà. Anh làm gì nó mới làm cho người ta mất sức, ta kéo anh. Ừ vậy hả? Ừ. Anh dùng dằn làm cho cái dây nó bị dùng dằn thì không kéo được. Ba người kéo em không nổi đó, anh kéo phụ không nổi đó. Đúng rồi. Trời. Anh muốn chơi thắng thua là anh muốn chơi gọi là lấy tiếng cười. Anh muốn lấy tiếng cười, em nhường tôi là khán giả cười rần trời. Vậy chơi thắng thua.
vậy? Tôi khô máu vậy. Ê, ta ủa đội mình đó. Tôi khô máu vậy. Ê, ta ủa đội mình đó. Ê, kêu kêu Rít ơi. Ơi về về hết về 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 lên. Rồi quay ra đây trở lại. Ủa kêu con ơi. Có sao vậy? Có sao không? Có sao không? Cái gì vậy? Trời ơi. Rồi đó. Ra 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 ra. Phát phát ra phát. Về 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 về. Không thấy đường. Rồi phát phát ra phát. Phát phát ra phát. Kéo nguyên cái bè về luôn. Dục lên, dục lên. Dục lên luôn. Ai quá. Chưa, chưa, chưa. Ai quá. Chưa, chưa, chưa. Dạ, 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 dạ. Dạ, dạ, dạ. Hãy cho anh về với mẹ đi. Rồi. Lâm ơi. Kéo kéo quy gì? Rồi về. Trời ơi. Kệ cũng được. Về. Về nữa. Về nữa. Em đang bị anh đi, anh đi. Hiểu anh qua phải hiểu ơi. Tôi kể anh nghe. Khi em bên lúc xa xưa. Tình tôi ngày ấy đang yên vui bỗng một ngày. Sao anh đẩy tôi ra xa? Tại vì tôi muốn hoa. Tôi muốn hoa cho nên tôi đẩy em ra xa. Hey, cha. Cố lên. Cha. Cố lên. Cha. Bảy. Làm đứng ra đi Quy ơi. Chưa chưa. Kêu. Bác kêu. Kêu lại Lập. Kêu lại Lập. Kéo anh đi. Rồi. Vâng vâng vâng. Kéo anh đi. Rồi. Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Dẫn lại. Kéo anh. Kéo. Trời ơi anh Tuấn ơi. Trời ơi, mấy cái đó là cái mình thua luôn đó. Dạ bên em xin mạn phép tổng kết ạ. 1 1 2 3 1 2 3 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 7 bó bông hả? Chốt đơn 7 bó. 7 bông hả? Xuất sắc. Chưa chán đâu, để coi nè. 2 Ờ, ăn gian, ăn gian đó. Ờ, cái bông không, anh gian tính luôn. 3 2 2 3 4 này rớt bông kìa. Trời ơi, chứ rớt bông nữa. Cái này đâu? Em đồng ý nha, dơ thiệt. Ờ, dơ. Đội em thấy dơ nói luôn đi, em thấy sao? 5 Người ta gọi anh gian, đập chạy chạy thành ăn gian. 6 Giờ mắt kiến rồi đi, giấu mắt lâu đi, lâu đi đó. 7 8 bông rồi. 8 9 8 8 Vậy là mình thắng rồi. Vậy là mình thắng rồi. Yeah. Yeah. Thắng rồi. Ủa chỉ là sự đổ máu của em là vô nghĩa sao? Là đội anh thắng, em ở đội nào? Qua đây không? Đi qua anh kia. Đội cứu thương rồi. Huỳnh Lập là hồi nãy là bị cái dây á, nó cứa qua mà Lập né không kịp cho nên nó bị xước cái da. Không, lúc kéo về á, cái cây gỗ á, nó quăng một cái thắng. Có sao không? Có sao không? Có sao không? Cái gì vậy? Trời ơi, nó vụt. À. Có chảy máu không vậy? Có chảy máu không vậy? Ra. Ra, ra, ra. Được chưa? Hiếu tự xử đi Hiếu ơi. Để em, để em. Mà Lập không có la lên. Tại vì la lên là sợ mọi người dừng lại thì nó không có chơi được nữa. Cho nên Lập là cố hy sinh vì chương trình. Bị ngừng cuộc chơi thì khán giả sẽ bị mất cái mút vui. Nên Lập cố gắng vỗ tay cho Huỳnh Lập mọi người. Toàn đoàn vỗ tay luôn. Huỳnh Lập, Huỳnh Lập, Huỳnh Lập, Huỳnh Lập. Rồi như vậy đội thắng ở đây, các bạn sẽ có được những món ăn làm từ ong. Trời ơi. Dạ rồi bên đó ăn ong, bên em ăn dép tổ ong được rồi. Không sao, bởi vì trò chơi sau phần thưởng chúng ta sẽ là cua. Wow. Yeah, đi thôi. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Thách tiếp theo của chúng ta có tên là Đố Anh Bắt Được Em.
lần lượt từng đội sẽ chèo xuồng chở một người đến vị trí hứng cua và ba người còn lại về vị trí xuất phát để ném cua. Ba người có nhiệm vụ ném cua sẽ cầm con cua nhựa luân phiên di chuyển trên dãy phao nổi, ném con cua đó cho người hứng cua hứng nó. Sau 10 phút, đội nào đem về nhiều con cua hơn sẽ chiến thắng. Lưu ý, không được chạy qua vạch mức mà chương trình đã quy định. Bởi vì gì không? Chơi anh. À, em nói gì? Cái kéo. Cái kéo. Rồi, 1, 2. 1, 2. Ôi, hay vậy. Ôi, quá hay. Thua. Trời ơi. Là nói ra cái kéo là mình ra cái y chang vậy đúng không? Không phải, tại vì tôi hiểu lầm thôi. Không. Chứ không có gì đâu. Trời ơi. Mình cho họ chơi trước mình đi, để mình lên cho một lúc vừa. Nhưng mà trước khi mà con cua thì em muốn là Hiếu hát bài cua. Đâu phải muốn là được anh. Thôi, giờ em làm cái gì để cho em hát đây? Giờ bỏ tiền nó mua vé đi. Giờ bỏ tiền nó mua vé đi. Tôi yêu cầu em hát bài, nhiêu tiền tôi trả. 2, 3. Mambo, Hiếu thứ 2. Nhìn tụi anh thật khu, lạnh như băng mà không cần cố. Tên tôi lên càng cao như đi đây trên thành phố. Bài ra bài ra bài, lặp lại như một tần số. Còn mấy trái cũ của em? Hơi đồ ngốc, hơi đồ ngốc. Yeah. Trời ơi, câu cuối mà không vậy. Còn bán trái cũ của em, a hi hi, một thằng ngố. Một thằng ngố. Bây giờ là lượt chơi của đội đất mũi và thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Cố lên anh ơi, anh lấy đồ ơi. Gọi đồ ơi, ai biết đưa tôi kịp sang đò. Trời ơi, sang đò. Trời ơi, hay quá trời ơi. Đúng rồi, đó đó đó, đúng hướng rồi đó anh. Hay quá. Ủa anh Lập biết chèo mà không chèo đi. Em chèo một mái thôi, không chèo hai mái được. Đừng có chèo nữa, vô dụng quá, để ta chèo đi. Vô dụng quá, để ta chèo đi. Hay quá, cái miệng không nói được nhưng mà cái tay mình vẫn chèo được. Ủa rồi sao vậy? Ủa đi đâu vậy? Vòng lại, vòng lại. Trời ơi, mình đi vô gần Cần Giờ rồi hả cha? Lập lên, lên đi, lên đi. Sao có hai con nô này nô vô dụng quá vậy trời? Ủa, đi hai bồn bồn hả? Dạ. Về mà tay sông nước phải hưởng thụ cảnh vật hữu tình chứ. Lên em, leo lên. Ủa sao đi cái đường khó vậy? Đây nè. Đó. À. Chèo đi, cố lên. Trời, cái tên này thiệt á. Sao bắt cha ta chèo luôn vậy? Hai cái con nô tì này. Ủa đi đâu vậy? Ủa là sao vậy? Người lấy đồ xong đà nè. Rồi vô, nhảy vô bờ. Nhảy vô bờ chơi đi. Rồi. Ghê ghê, ghê ghê. À, giữ lại, giữ lại. Con ơi. Rồi, giữ tôi lại nha. Nhanh đi, nhanh đi, hết thời gian. Rồi, đi. Đi, đi, đi. Rồi, đi. Chạy chứ, chạy chứ, chạy chứ, chạy chạy liên tục thì Rít ơi. Rít ơi, đứng lên. Trời ơi, cái chuyện vậy. Nhìn đội này chơi mà tức quá. Trời nè. Cậu ơi. Cậu ơi. Dữ, dữ, dữ à. Chạy nhịp nhàng, không cần quá nhanh. Nhịp nhàng. Cha ơi, đi được không cha? Đi được. Cố lên. Thấy đội này chơi cũng tội ha. Ừ. Ây da da. Ây da da. Trời ơi. Tội chưa xử á. Ủa? 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 Trời ơi. Tâm sinh hả? Trời ơi! Cái gì vậy? Đang tính thời gian! Ơi, đạp lên luôn Lâm ơi! Đạp lên luôn! Đạp lên luôn! Đi luôn! Chạy lên Lâm ơi!
Đẩy lên, đẩy lên. Hey, hey. Trời ơi, vô dụng. Ê, ê, không có vớt cua chết. Bỏ không ra. Có vớt cua chết. Cua chết thì răng me, răng muối, răng đường, răng bơ. Ăn nó thùng thụm lắm. Bỏ ra. Hay quá. À, lên được cái chồng em cười. Khổ quá. Ủa sao kỳ vậy? Anh Tuấn, anh Tuấn. Anh Tuấn, lộ mèo quá là cân bằng lắm. Ủa? Trời ơi, anh ơi, đừng nghe lời đi ngã xuống vậy. Cố lên, cố lên, cố lên, chạy vô. Cố lên anh ơi. Đẩy lên anh ơi. Trời ơi, công trình ở nhà đẩy ghim cho cố xác, thấy chưa? Trời ơi. Sao mà anh cứ phóng cho video vậy anh Tuấn? Sao chụp được? Hay quá, hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Cái gì vậy? Được. Quên mất rồi. Ủa, quên vàng hả? Quên, quên, quên. Ủa, Rít ơi, sao vậy? Sao kỳ vậy ta? Sao anh Lâm làm nó dễ vậy? Rít, Rít, tốc độ em ơi. Rồi, quăng đi cưng, đừng bò nữa. Nhẹ nhẹ thôi, Rít, nhẹ nhẹ thôi. Sao trời ơi. Đúng rồi, hay quá em ơi. Quăng vậy rồi sao chụp thiệt á. Ủa trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, cái sự bất lực của Quỳnh Lập. Quá bất lực luôn. Hay quá. Ba mẹ tự hào. Ba mẹ, ba mẹ tự hào. Ba mẹ tự hào lắm ơi. Ô, trời ơi. Lâm ơi! Trời ơi, dở quá! Ở đây chúng tôi không chấp nhận chuyển phát nhanh nha. Bây giờ là lượt chơi của đội học vấn. Thời gian dành cho các bạn 10 phút bắt đầu. Vô! Vô! Trời ơi! Trời ơi! Đội mình không có gì ngoài đoàn kết hết. Ê, ê, ê! Ơi, ơi, ơi! Rồi, tới lần tới thôi. Thì cái khó chèo vô mình lắm. Bên kia làm như biết chèo mà vô. Ờ. Rồi, ai lên, ai lên, ai lên. Lên đây, đây, em bảo vệ. Rồi, lên. Rồi, bảo vệ bờ cõi mình. Đây nè ơi. Quay đầu là bờ nè. Lâm ơi, em biết chèo không Lâm ơi? Từ từ, để tôi. Để một mình tôi thôi, rồi. Chưa vô mẹ ơi, miếng nữa, miếng nữa, miếng nữa. Đúng rồi, lên đi em. Tôi thử em đó. Trời ơi, ở đây. Ở đây con cua tặc. Ở đây con cua tặc. Không biết gì hả? Ô, đội mình bất hiếu rồi. Thôi lên Hiếu ơi. Hiếu ơi, lên nào. Rồi, đâu coi chạy có được không? Nãy giờ ngồi nói nhiều quá nè. Hay quá. Hiếu ơi, rồi quăng. Wow. Hiếu đâu? Hiếu. Hiếu đâu? Hiếu. Yeah, yeah. Sao hay vậy trời? Hiếu ơi, Hiếu ơi, ơi. Hiếu, tập trung. Trời ơi. Nè, nè. Vậy mà hay lắm. Ừ, hay lắm. Xuống đây.
Cứu em. Chở nhanh. Trời ơi, cái gì mà tương tàn vậy trời? Trời ơi. Ủa chị chưa có người hấn mặt. À, trời tấn công. Ủa lẹ vậy? Ủa lẹ vậy? Cái này bị hấn ở dưới là sao trời? Ờ, đậu tính đâu. Chơi dạng dây vậy? Mình phải có nước hiếu sinh chứ. Cô cũng là con người mà. Cô cũng là con người mà. Ủa sao nãy tôi hốt đó thì nói này nói nọ. Bỏ thuốc. Tiểu là tôi thấy nước kia thấy vô. Yếu xìu. Đi lắm đó. Yếu xìu. Chạy về đây với em. Hãy quá Quy ơi. Từ từ. Trời ơi. Trời ơi. Em bị, em đang trèo vậy, em bị vô tình thôi. Đặng cô ta xuống mà vô tình. Vô tình em mà. Em bị vô tình mà, em trèo, em có cố ý đâu. Ít sao vô tình luôn. Bị vô tình rõ ràng. Không được, không được. Ê, ai, ê, ai, bỏ xuống. Đây, bỏ bỏ nè. Được, được, được. Được nha. Hay quá. Hay quá ơi. Ủa? Yếu mà quá. Trời ơi. Quá, quá, đứng đây. Trời ơi. Quá. Anh Giang chùm 2 nha, anh Giang chùm 2. Dừng chim. Ê. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Quăng được rồi, nhẹ nhàng thôi, cũng gạt. Ủa sao đứng hay vậy trời? Sao đứng hay quá vậy? Trời ơi, đội ta có học mà. Trời ơi, đội ta có học mà. Quăng, quăng được rồi, quăng. Hết giờ. Trời ơi. Như vậy là ở trò chơi hứng cua này, trong vòng 10 phút đội học vấn các bạn hứng được 5 con cua. Yeah. Đội đất mũi các bạn hứng được 2 con cua, trừ 1 con cái tội ăn gian phá đội bạn, như vậy các bạn được 1 con cua. Trời ơi. Thật là đáng rồi. Cuối cùng còn có 1 con à. Ừ, khó lắm mới chơi được vậy đó. Vậy là ở lượt chơi hứng cua này, đội học vấn cũng là đội chiến thắng, các bạn sẽ được cả món cua luôn. Yeah. Cái trò chơi này đừng có giỡn nha, nó khó nha. Khó anh ơi. Đùi phải mạnh nha. Đúng rồi, phải khống chế mình nữa. Cái boomerang trên đầu mình nữa. Cái boomerang trên đầu mình nữa. Boomerang là gì? Cái gì đó anh? Cái ba la bôn. À, cái ba la bôn là cái gì? Ba lăng. Cái ba lăng đó. Ê, cái người hứng cũng quan trọng nha. Đúng rồi. Anh hứng giỏi nha, là muốn cũng giỏi luôn, tại vì tụi em quăng dở thôi. Thôi bây giờ thì đợi mình chiến thắng rồi. Đúng rồi. Vô ăn. Còn đợi thua đừng chèo về Bạc Liêu đi. Đúng rồi, hả? Đúng rồi, hả? Mình có tiền mà cha. Đúng rồi, có tiền đây. Mình sẽ mua cua của họ. Ừ. Ờ, ai bán, ai bán. Ông mua là bán hả? Thưa quý vị thân mến, đây là chương trình Hai ngày một đêm tự do tự do.
Sài Gòn đón Tết rồng nhân bội lộc. Dạ mời gia đình vô. Dạ lấy ghế ngồi. Rồi ngồi đi, ngồi đi. Ngồi đi anh em ơi. Trời ơi. Có phải nghỉ hè đâu mà múa lửa trại gì vậy? Cái hãy ngồi, cái ngồi theo. Trời ơi. Lẩu cháo. Trời ơi. Lẩu, lẩu mà lẩu cháo hả? Tưởng là cháo, lẩu là lẩu chứ. Dạ, cháo bỏ trong cái lẩu gọi là lẩu cháo. Giờ có lẩu cháo. Cháo bỏ trong cái lẩu gọi là lẩu cháo. Em bỏ cơm vô đây thì gọi là lẩu cơm. Gọi là lẩu cơm. Cua mà tự nhiên có cái đồ bẻ càng cua là thế nào cũng có được đồ ăn. Đúng rồi. Cái này gợi ý là có thể có đồ ăn. Ai gì làm đó. Nếu em trả lời thì câu hỏi chúng tôi thì em được quyền làm. Dạ được. Chúng tôi sẽ hỏi em câu hỏi về giới tính con cua. Dạ, cái mai con cua tám cẳng, một mai hai mắt rõ ràng cua cái. Cái này. Dạ đúng rồi. Con được đâu? Con được chà bá lửa. Không. Này. Không, không. Chưa, chưa, suy nghĩ, suy nghĩ. Không. Cái hết. Tại vì dạ. Sao là cái hết? Tại vì có mai bự. Tại vì có mai bự. Trời ơi. Im, im. Không biết rồi đó. Cái mai dưới kia mặt mai. It's my, con này. Cái yếm đào. Cái yếm đào. Cái yếm đào. Làm sao trả lời vậy? Cái gì? Anh phải chọn lọc chứ. Em nói yếm đào anh bỏ cái đào ra. Cái yếm. Ừ. Thôi. Coi như thằng bé nó cũng có sự cố gắng trong kiến thức. Đúng rồi. Một chấp nhận cho phục vụ cua hấp bia. Mời em. Đây cái chén của Hiếu thì hai như nào? Đây à. Chén của Hiếu đây. Đây à. Chén của Hiếu đây. Ôi giời. Chén của Hiếu á. Quê là quê là quê, chung mình qua quê. Riêng Quỳnh Lập là nên cho ăn, Quỳnh Lập hôm nay chơi xuất sắc quá. Ủa, đúng rồi. Ơi, mời cho Lập ăn. Trời ơi, ê bà, bà vô kia bà đọc, bà một ít hương kia bà đọc, bà một ít hương đi là được ăn liền. Đưa đây. Đưa cái đầu đây. Trời ơi, cái nhậm nó béo. Béo. Nó có vị gì anh? Có vị chiến thắng anh. Bé mùi sữa. Đâu chắc gì à, bị nó không vậy. Không tin, không tin. Không tin, không tin. Không tin thôi chứ sao giờ. Sống phải có niềm tin anh ơi. Ông lần đầu tiên mang mình đúng rồi. Em mới ăn luôn. Nó lạ lạ thôi, ý là giống như nó. Không phải, tại vì tụi em nghĩ là đây là con ong cho em ngại đúng không? Nhưng mà thực ra đây là con nhộng, nhộng non ở trong đó. Con tròn tròn của bự là cái gì vậy? Cái đó ong chiên bột. Ôi nè. Chắc khán giả không thấy đâu. Hấp gì à? Hấp lẩu. Hấp lẩu. À là... Nhà ơi. Đúng là lên dôi xuống chó. Sáng đeo vàng quá ê. Giờ có hề không? Giờ ê đâu chứ không hề nữa. Ê chè. Ê chè. Ngon quá anh ơi. Nó ngọt mà nó béo của ông nữa. Bây giờ bác sĩ nói là không được mở cái khổng mồm bự quá. À hỏi vết thương. Cho vậy anh đút cho anh, hỏi đút cho. Ăn đi cưng. Nè hả mẹ, em đang hả ông anh chút vô đó. Trời ơi. Cái này là phải ăn. Dạ. Tại về thành phố nó không có đâu mà ăn. Đây là đúng gốc luôn. Đặc sản ở đây mà. Ông rừng. Lần đầu tiên em ăn đó. Béo, ngon, ngọt. Anh ăn đi. Sao là anh biết gì đâu. Sao đâu. Nè, mời anh. Cảm ơn. Nhờ em mà cả gia đình mình nó không có bị đói đó. Đúng rồi, nuôi con nô tài này dưỡng, cô nô tài này dưỡng. Gây quá. Giỏi quá. Hồi nãy á, em thấy là cái nhà mình là có nguy cơ là bị thua rồi. Nên em có hy sinh như vậy. Chảo. Là Huy á, hồi nãy trước khi quay bữa ăn này Huy nói thôi, sợ lắm ăn nhộng đâu. Hiếu nói, em cũng ăn đâu. Có không Hiếu? Có anh. Có không? Có. Ngon ha. Ngon.
cho anh Tuấn ăn đi. Ủa hấp bia chưa? Hấp bia nè, nhưng mà thật sự là có cái logo ở đây mà không có bia. Người ta nói là chúc mừng năm mới. Nhắc tới nhắc lui con Happy New Year. Đi thăm ông bà, tay không quà và bia không có. Bia đâu à? Dạ, mời bia vô. Ra em mở nắp nồi ra đi à, xem ở trong có gì. Coi chừng. À, ấp vô. Rửa ra. Quá trời nè. Đó. Con cua tám cẳng nè. Hai càng nè. Một mai nè. Coi như ăn con rồng không hấp luôn. Không. Ở đây là có rất là nhiều loại nè. Thì anh em muốn bia màu gì? Màu đỏ đi, ẩm thực. Màu đỏ là màu đỏ ẩm thực. Là bia Sài Gòn Export thì gồm nha. Rồi nãy đọc tiếng Anh hay quá vậy. Được thôi, đọc quá nhiều rồi. Wow, hấp chiên nghẹt quá. Đây nè, đặc tả nè, ok nè, đó. Thơm quá, mùi bia thơm quá. Rồi, máy cận giùm em luôn anh ơi. Tay cận ơi. Đẹp chưa, đẹp bằng tay, ok, đẹp chưa? Đẹp, trời ơi, điệu quá. Hai, ba. Trời ơi, như ba tinh đồ luôn, chuyên nghiệp quá trời. Chuyên nghiệp. Đó. Rồi, trong lúc đó ba bạn còn lại sẽ chơi cái trò chơi như thế này ha. Thử thách có tên là quay vòng cắn đầu rồng. Có một cái vòng và một dĩa đầu rồng. Lần lượt từng cặp một sẽ cầm trái đầu rồng kết hợp với cái vòng và quay vòng ở tay. Người còn lại cắn được trái đầu rồng sẽ được ăn. Ê, đi qua bên đây chơi luôn nè. Chơi ra bùng binh chơi vậy. Đâu anh Tuấn coi chơi thử cái demo đi. Đây. Trời ơi. Thử rồi. Lúc mà cái mỏ há ra là mình bị khớp liền à. Rồi vô anh hả họng ra. Vô. Em quay chuồn trong mơ hồ. Em ơi liền. Em quay cuồng trong mơ hồ. Gãi liền. Khó đúng không? Mình làm thử đây. Đây. Ở đây nhẹ nhàng hơn. Ừ. Vô bà vô gắn. Vô bà vô gắn vô. Gắn vô vô. Làm hỗ trợ anh thế này. Ok. Ừ. Ai ăn? Em ăn. Ghê vậy. Này còn mà thi hay siết công phu. Cái này sao giống đút thú trong thảo cầm chim nha. Đâu anh Tuấn nè. Chơi lại cho em. Được rồi nha. Túi, còn túi không ơi. Anh là được ăn rồi. Ủa anh ăn rồi hả? Anh là đặt cách. Không, mình phải chơi cho đàng hoàng luôn. Ờ đúng rồi. Bây giờ đúng như thương. Là bà có thương tôi chưa? Bữa nay được ăn ngon mà có tập kỹ tới diễn cho tôi nữa. Gọi lên. Ê, nó em ơi. Em ơi. Đáng lẽ nó không đó luôn á. Sao nó sợ á. Em ơi, ăn đậu rậm chứ không phải lè lử nè. Đúng rồi. Em đang canh cái cự ly hiểu không? Đây có mặt nè. Rồi. Thôi ôi mặt chưa vậy? Đừng nguyên rồi. Nó bị thương mà thương nó đi. Cho ha anh ha, cho. Ủa người ta ăn mà. Con khách mời mà hay ấy quá vậy. Cái sao vậy? Ngon nha. Cảm ơn em. Ngon lắm. Cho em miếng ong nè. Cháo nè. Cho em miếng ong nè. Dạ bên đó ba người á. Phải không? Hay là một mình anh lấy? Thôi. Gì lắm. Thì á, thật ra bên đây cục đi lỡ có đường nào còn sống. Dạ, đúng rồi. Sao mà thì cái này cũng mắm me. Mắm me là gọi là đặc sản của miền Tây mình. Miền này mình ăn với khô gì? Khô cá thiều. Khô đuối. Cá đuối. Đúng rồi. Và đặc biệt chấm thế này tuyệt vời luôn. Chua chua, ngọt ngọt. Trời anh cảm ơn. Đồ đặc của anh vậy. Đây. Chua là tách ra. Trời ơi, có nè, ở trong nè. Ngon quá. Nhộng không? Đó. Chua chua, ngọt ngọt quá rồi. Vô. Ừ. Nghe luôn. 2, 3. Vô, chúc mừng. Thì nó có vị mắm rồi, nó có vị me. Đó là mắm rồi me. Mắm với me chuẩn nha. Mà nó không bị chua quá, nó không bị ngọt quá. Nó dung hòa cái vị lại. Vừa phải quá em ơi.
Rồi chúng ta còn một cái món nữa làm từ Nam Ngư mắm me Nam Bộ này ha. Đó là món cua rang me. Đây. Đây Rồi, cảm ơn. Đây. Nè chú Sáu. Thôi cái khủng đó không, khủng đó không ngon. Chú nào, chú Sáu khủng nào? Cái này ngon hả? Chê khen nữa. Nè, cái này ngon để hết. Nữa em khúc nào? Dạ khúc nào cũng được, có ăn là mừng. Này đi, vừa gạch nè. Dạ bên kia, cho cục bên kia. Ủa? Này, cục này nhiều thịt đó. Dạ đúng rồi, nhiều thịt. Nè em trai. Thôi từ đầu nói vậy đi. Rồi quá. Cục của em đó. Ai cục đậu phộng? Ngon lành. Hai đứa. Đây của em là có đi coi trời ơi, có được hiếm cảnh trí trên đó nữa. Trời ơi, cảm ơn anh rất là nhiều. Nè cái miệng bà lát còn gì nè. Hột me mà người ta làm nó mềm ra luôn rồi nè. Nó mềm, nó bùi bùi luôn. Em ơi, em nói mềm mà tôi bắt trước em tôi cắn bùi bùi đâu. Cái đó là cái răng đó. Sao anh quăng ra luôn vậy? Sao nó mềm lắm? Lụm lại chứ. Trời ơi, thịt cua chắc quá. Chắc hả? Chắc như thịt gà luôn á. Để mua thịt gà ăn đi. Để mua thịt gà ăn đi. Ủa sao mẹ không ăn đi mẹ? Về để con cảm ơn mẹ. Về để con cảm ơn mẹ. Ê, thiết thật. Có cái cua chưa? Dạ chờ em xíu anh chị ơi. Wow. Ê, dặn nữa, dặn nữa. Chắc chắn không nuôi tiền nữa. Đậu tao muốn quá, xin đậu là thông cảm. Trời ơi, bác sĩ ra ngon kìa. Đúng là dân chuyên. À, đây, dạ. Dạ mấy anh ăn trước, rồi dư rồi tới tụi em. Giờ tôi chỉ mọi người ăn cua hấp bia một cách rất là ngon nhất từ trước nay mọi người chưa ăn nha. Lâm, cho anh luôn bia nào. Mình sẽ đổ một ít vào nước chấm nha. Ồ. Không, cái này lần đầu em thấy luôn á. Đây nè, bây giờ tôi làm cho tôi cho Hiếu ăn nè. Ôi, Hiếu thử được ngon hay không nha Hiếu nha. Wow, ngon dữ vậy trời. Ôi. Cái nước chấm sẽ nồng nồng lên. Nghe ăn không? Dạ. Mình ăn vô mình sẽ nồng nồng lên. Lập ơi, nhỏ lớn nhìn thấy con rồng bay chưa? Chưa thấy con rồng bay bao giờ. Biến. Lên con bay lên. Lên trên mọi người. Rồi nhẹ nhàng lại bay lên trên bầu trời. Rồi nhẹ nhàng lại bay lên. Wow. Nè. Bay quá trời luôn. Trời ơi. Trời ơi. Bay nè, nè nè, bay nè. Trời ơi, đẹp trời quá. Ơi. Trời ơi. Nở hoa nè, nở hoa luôn. Wow. Trời ơi, đẹp quá. Ê, bay vô thẳng cái đầu luôn. Bay vô thẳng cái đầu luôn. Phải để cái đầu luôn. Bay vô thẳng cái đầu luôn. Phải để lên nó mới ở lại nha. Em mà giờ nó xuống đó. Đó, em để lên. Quay lại gần kim. Nói chung là hôm nay nhiều món đặc sản ngon ha. Dạ, ngon. Rồi chúc mừng năm mới nha. Năm nay là năm con rồng nè. Rồng, có rồng, có rồng là có lộc. 2, 3 2, 3, vô 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 2, 3, vô. Ngon quá. Ví dụ về đây ở thì anh sinh sống anh buôn bán cái gì? Thì có kinh nghiệm làm sinh tố đó, cho nên em suy nghĩ làm bán cà phê nhỏ nhỏ. Em gì? Sang quán. Sang quán. Sang quán ok nha. Sang quán. Ok nha. Về đây mình sống lâu hơn. Sao vậy anh? Không khí trong lành hơn. Mà Hiếu về đây Hiếu sống được không? Em ok. Anh nghĩ là không ok. Sao vậy anh? Hả? Sao vậy anh? Đâu có ra được bài cua nữa. Đúng rồi. Đúng rồi. Man bồ hiếu trứng. Mambo cua Cà Mau. Thật ra thì muốn sống ở cái vùng đất nào thì mình cũng phải ít nhiều hiểu biết về cái vùng đất đó đúng không? Dạ đúng. Bây giờ mình sẽ chơi một cái trò chơi để mình tìm hiểu thử coi là mình hiểu biết về Cà Mau đến cỡ nào nha. Wow. Mỗi thành viên lần lượt trả lời một câu hỏi. Chúng ta có các câu hỏi ở 5 cấp độ khác nhau, từ cấp độ 1 đến cấp độ 5. Cấp độ nào thì sẽ tương ứng với số điểm đó. Đội nào ghi được điểm nhiều hơn sẽ giành được lợi thế trong thử thách săn bắt hải sản vào ngày mai.
Dạ, dạ. Không có dễ đâu. Ý là dễ hiểu thôi. Dễ hiểu, dạ. Dễ hiểu. Khách tới nhà không quà cũng hỏi. Chọn rồi, chọn cấp độ đi. Em đặt ngôi sao giọng không? Phát, anh tin em, số 5 cho anh. Chơi luôn, 5. Số 5. Trời ơi. Trời ơi, ngầu vậy. Bây giờ câu hỏi cấp độ 5 của Phát nha. Lễ hội Nghinh Đông Sông Đốc được tổ chức vào tháng mấy âm lịch hàng năm? Trời ơi. Số 5 làm chi? Thất học mà là đội chọn số được ra cao. Thất học là tháng 7. Đúng rồi. Thất là 7. Mà nam trồi nữ sụp đúng là tháng 8 đi. Tháng 8 ok em là... Em tháng 8. Thôi rồi, nó trả lời. Theo hệ tâm linh. Theo hệ tâm linh. Phải tính coi là ví dụ như là lễ hội cá ông á, là có nghĩa là bị thần của biển ấy như thế nào đó, thì coi cái tháng nào là tháng nhiều mưa. Mà cái đó cái chuyện ba ta sai rồi mà sao lanh người ta cái tét cả tét cái mỏ rồi chưa đủ thì sao tét đầu đủ. Ủa sao người ta người góp ý ba em có thật sự là bên đội bên này không? Không không phải luôn hả? Trong đội đồng đội em có thể chê bai như vậy. Tại sao không kể tôi tăng tung quá mù. Thật ra cái lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là một cái lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở Cà Mau và được xếp vào danh sách 60 lễ hội tiêu biểu ở Việt Nam. Lễ hội nó có nguồn gốc từ lễ hội cầu ngư của ngư dân vùng biển, cầu cho mưa thuận gió hòa nè, nhân dân may mắn làm ăn phát đạt, ngư dân ra khơi đánh bắt an toàn bội thu. Và cái lễ hội Nghinh Ông này gắn liền với tín ngưỡng dân gian đền thờ cá ông ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Và lễ hội được tổ chức vào ngày 14 đến 16 tháng 2 âm lịch. Dạ thưa chị, em là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Em chọn giờ dễ nhất. Một. Rồi, cái lựa một. Mà bây giờ một mà trả lời không được mới ghê. Trời ơi. Đó là ai không nhắc nha. Câu hỏi cấp độ 1 của Dương Lâm như sau. Một nhân vật dân gian nổi tiếng được viết thành tiểu thuyết nhờ khả năng kể chuyện hài hước. Ông là nhân vật cận đại nhất trong lịch sử kho tàng truyện trạng hay còn gọi là nói dốc của văn học Việt Nam. Im lặng. Bác Ba Phi. Văn học nha. Thằng từ 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 từ. Thằng từ 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 từ. Văn học nha. Văn học nha. Khoảng khoảng năm 1987 nha. Chúng lại Bác Ba Phi là web drama. Chúng lại Bác Ba Phi là web drama. Đúng không? Chú Mặt Trang từng đóng vai này rồi. À, đúng. Bác Ba Phi à. Đây là một cái nhân vật dân gian được viết thành tiểu thuyết trong một cái tiểu thuyết của nhà văn Anh Động. Ông là nhân vật chính trong những cái câu chuyện kể về cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Dạ. Và nổi tiếng với cái tài là cường điệu, gây hài hước, gây cười. Ông là một trong những cái nhân vật nổi tiếng ở trong lịch sử kho tàng truyện trạng của văn học Việt Nam. Và ông chính là Bác Ba Phi. Yeah. Trời ơi. Thông minh. Thật ra đây là một cái nhân vật mà dựa trên nguyên mẫu có thật. Dạ, nhân vật có thật đó là nghệ nhân Nguyễn Long Phi. Ông vốn là một nông dân tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, có vốn kể chuyện rất là phong phú và đặc sắc, được nhiều người yêu thích. Wow. Hỏi nhanh đáp vui, thí sinh Chris Phan, em chọn cấp độ mấy? Cấp độ 3 đi. Ở miền Tây chúng ta nói có mùa len trâu. Vậy len có nghĩa là gì? Dễ đội. Có phim đó luôn á. Len là len áo lạnh rồi đó, mình đang len. Trời ơi, không được. Len á, len lõi. Đúng rồi, len lõi. Hút ốc len rồi đó. Ốc len ở dưới Cà Mau nhiều. Ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa. Đang làm rối tôi, đang làm rối tôi. Len là len áo lạnh rồi đó, mình đang len á. Len áo len rồi đó. Hút ốc len rồi đó. Ốc len ở dưới Cà Mau nhiều. Ốc len xào dừa. Ốc len xào dừa. Đẹp rồi. Đã nói rồi. Chọn ba giữa giữa số hai đó này khó nhắc này, nó dài cái bế nó dài, nó khó dài nhắc. Luôn hả? Dài chết rồi, không biết. Đại à, mùa len trâu ở đây có nghĩa là thi coi ai len lỏi qua được một cặp trâu thì sẽ được trúng thưởng. Trời ơi, tự chế con gì. Có thí sinh nào khác muốn trả lời không ạ? Ghen, em thi vô trường sân khấu điện ảnh đó là phân tích tác phẩm. Trời ơi, y chang vậy. Y chang. Nhưng mà quan trọng là lúc đó em phân tích mấy điểm? 8 điểm nha. Ờ, vậy tốt á. Đó là cái vùng này á thì nước ngập lên rất là nhiều và hết cỏ, thì bà con những người mà chăn trâu phải lùa trâu qua chỗ khác để mà có cỏ cho trâu nó ăn.
Len có nghĩa là từ chỗ này qua chỗ khác. Len có nghĩa là tự do ở trong tiếng Khmer. Mùa len trâu có nghĩa là cái mùa mà thả trâu đi tự do. Tức là như Dương Lâm nói á. Vậy à, hai ngày một đêm len len. Tự do tự do. Là làm thử nè. Hai ngày một đêm tự len tự len. Thí sinh Kiều Minh Tuấn em chọn cấp độ mấy? Một thôi. Một đi là vui vẻ. Đúng rồi. Hay lắm ba. Bây giờ ở giữa số 2 xong đẩy đi. Bây giờ phải số 3. Nói là thấy ít học rồi. 1 tới 5 ở giữa là số mấy? Thì là số nào ở giữa? Số 2 kìa. Số nào ở giữa? Số 2 đi, nó khỏe hơn. Từ số 1 số 5 ra đi. Đúng rồi. Số 2 đi. Số 2 đi. Anh nhắc cho. Số 2 đi. 2. Câu của Tuấn như sau: rừng quốc gia U Minh được chia thành hai vùng, U Minh Thượng và U Minh Hạ. U Minh Hạ thì thuộc tỉnh Cà Mau, vậy U Minh Thượng thuộc tỉnh nào? Trời ơi, dễ luôn. Chị Thấm ơi, giùm em nha, nhắc điểm qua kêu hết em. Dễ mà. Đúng rồi, dễ. Đội anh mà. Thật sự có mình phải chung đội không? Em ơi. Ủa sao ngu vậy? Ok, nhắc đi anh em vui vẻ đi. Nhắc đi anh em vui vẻ đi. Em không thua, em quá độ luôn. Em đoán nghĩ là không phải đội mình luôn. U Minh Hạ, U Minh Thượng thì bây giờ đi ngược lên. Đúng. Đi ngược lên. Quan trọng em biết hướng ngược lên là hướng nào không? Cái chỗ đó á em biết luôn. Đó là rồi đấy. Không thì để kể lại cho mọi người nè. Ok. Em nhắc lại cho mọi người nhớ. Cái lúc đó là chơi cờ caro đó. Coi chừng lộn. Thì em nhắc đến lộn thì em quay về đó. Hình như là Kiên Giang, An Giang. Chốt đi ạ, chốt đi. An Giang. Rồi, chốt đi. An Giang. Thật ra là rừng U Minh Thượng thuộc cái tỉnh mà chúng ta đã đi tới 2 lần. Lần 1 chúng ta đi mở đầu cho mùa 1 và lần 2 thì chúng ta mới đi đây. Kiên Giang. Đó chính là tỉnh Kiên Giang. Hay lắm. Chữ tôi đồ. Lấy con số 1 đi không chịu. Lấy con số 2. Lấy con số 2 lận. Đã ngu rồi còn đòi lấy số 2. Tính ra nãy giờ có mình anh Lâm được điểm luôn đó. Thí sinh Ngô Kiến Huy. Đối với em, một bầu trời kiến thức số 5. Wow. Bạn nhân là học vấn. Cái đội học vấn này cứ khoái có số 5 không à. Cao học. Câu cấp độ 5 như sau: xin Ngô Kiến Huy điền vào chỗ trống. Ủa? Cà Mau là xứ quê mùa, mũi bằng chấm chấm chấm, cọp tùa bằng chấm chấm chấm. Cà Mau là xứ quê mùa, mũi bằng inox. Mũi á, ông bà nào mà cho nghe lại cái chữ inox. Thời đó làm việc có inox. Cà Mau là chữ vần ua. Dẫn cho cố vô sai bằng chắc luôn kìa. Cha mẹ cho ăn học đưa qua nước ngoài. Vậy mà con mũi bằng gì không biết. Mũi bằng cua mái đi. Cua mái là cái gì? Cua cái. Trời ơi. Vậy? Nói lộn, ngắt nó lộn. Ngắt lộn mà, có ăn có học mà nói cái gì đó. Cái này em có người nghe đâu rồi, từ. Em tay à, bún rúa. Để đặng mọi người. Chà bánh dê. Mũi bằng bún rúa. Hay là bằng cái bánh dê. Cà Mau là xứ quê mùa, mũi bằng hạt gạo, cộp tùa. Hạt cơm hả? Bằng lòng đi em về dưới quê anh. Một dòng sông xanh, một dòng sông lao xanh. Khó quá, câu này khó thiệt. Nói về mũi Cà Mau thì người ta nói là rất là to đúng không? Dạ. Hồi xưa thì còn là rừng thiên nước độc nữa, thì những cái con vật khác cũng đều rất là to nhé. Cho nên cái câu này đáp án đúng của nó là Cà Mau là xứ quê mùa, mũi bằng gà mái, cọp tùa bằng trâu. Ôi. Cọp tùa bằng trâu hả? Vậy mà nói có học ăn có học. Trời ơi. Tôi học ở nước ngoài không có biết con này. Có học bên tôi nè. Trời ơi. Không học bên tôi mà, nãy giờ có điểm nào. Số 2 đi ha. Đó là một câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Nó liên quan tới một cái địa danh ở Cà Mau rất nổi tiếng. Đầm Thị. Đầm Thị Gạch. Tường hay gạch? Đầm Thị Tường. Đầm Thị Tường. Đầm Thị Tường. Ở đâu ra ngày xưa mà có tường? Hay là phải nói lái lại nữa là cái đường Thị Tầm. Đúng không?
Đáp án là Đầm Thị Tường. Đầm Thị Tường là một đáp án giúp cho Huỳnh Lập ghi thêm được 2 điểm. Đầm Thị Tường hay còn gọi là Đầm Bà Tường thì đây là một cái đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long và nó có cái biệt danh gọi là biển hồ giữa đồng bằng. Bây giờ mình mới tính ha, em được 2 điểm nè, năm điểm, 3 điểm nè, đội mình chưa điểm nào đúng không? Chưa điểm nào. 3 là mình phải 4. 2-2. Anh 2 em 2 à? Nhưng mà anh cứ tính cái khúc mà anh bị gãy à, Hiếu bấn loạn không? Không, anh nghĩ là số 2 là Hiếu ok. Hiếu ok nhiều khi nhưng mà anh thua đó. Giờ anh 3 đi. Nãy giờ anh thấy câu 3 thì có gì Hiếu 4. Đúng rồi. 2-2 đi. Câu hỏi cấp độ 2 dành cho Trường Giang. Kể tên 3 huyện ở Cà Mau. Trời ơi. Trần Văn Thời, Nam Căn, huyện Cần Giờ. Huyện Cần Giờ. Không. U Minh. Yeah. Đúng rồi. Đúng rồi. Cà Mau thì có một thành phố, đó là thành phố Cà Mau ha, và có 8 huyện. Đó gồm là huyện Cái Nước, huyện Đầm Dơi, huyện Phú Tân, huyện Thới Bình. Hồi nãy chưa có vậy. Huyện Ngọc Hiển, huyện Trần Văn Thời, huyện Nam Căn và huyện Tư Bình. Chơi đẹp. Chắc chắn là em sẽ chọn câu cấp độ 2 rồi. Thôi em chơi mang có 1 điểm, mang cái gì? 5 điểm cho anh. Đúng rồi. Về Cà Mau mà ăn vậy sao no. Em ăn dày xỉu đi. Em nói tụi tôi, em nói tụi tôi ngu mà. Đấy, phải hơn nhiều. À, được, không nói em nhiều. Ơi, cái sắc màu gọi là thể hiện là anh có rồi. Em còn đi. Em có bằng có cấp. Mà em hơn thua với lại người hả? Chẳng tất hay bụng của tôi. 1 điểm. Câu hỏi cấp độ 2. Chợ nổi Cà Mau nằm trên con sông nào? Cà Mau đã cắm sào trên dòng sông ngã bảy. Ủa? Trên sông sông thì nó mở thành sông rồi. Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn, sông Hương đâu đó. Sông thôi cũng khó, cũng không trách được. Nhỏ họ bên Tây về. Đúng rồi. Thiếu quân vào đồng. Cắm sào trên bờ kinh ngã 7. Xong 7 đi em. Thôi em phải một cái nào hợp lý chứ. Cho em xin phép chọn sông Hậu đi. Thật ra thì ở Cà Mau không có con sông Hậu. Wow. Em phải cái gì cho nó đúng chứ. Cho giả vô lấy cái sông Hậu. Thôi cho giữ xong kết thúc đậu Hậu đâu. Kết thúc đậu Hậu đâu. Cái con sông này á thì khi mà nhắc đến á thì người ta sẽ nghĩ về cái tỉnh hàng xóm nhiều hơn là tỉnh Bạc Liêu. Wow. Bởi vì Cà Mau với Bạc Liêu là có giai đoạn tách và nhập. Và cái sông đang nói đến chợ nổi Cà Mau ở cái sông này đó chính là sông Gành Hào. Ôi sông quê, con sông quê. Bây giờ thì chúng ta cũng gần tới cái địa điểm tiếp theo rồi. Trong thời gian này thì xin mời các bạn dùng một món sữa trái cây lớp mango. Đây nhà có Zano, để Zano làm cho. Nữa à, Hiếu à chị ơi. Zano muốn gì? Trời ơi, sao mà muốn sữa đi. Trời ơi. Quá. Bây giờ đã no nê xong rồi. Và đây là chương trình 2 ngày 1 đêm. Tự leo. 2 ngày 1 đêm. Xem sớm nhất vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần trên siêu ứng dụng giải trí VION. Ôi cao cao cua. Đừng la 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 tùi tuôn hả. Đừng la 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 tùi tuôn hả. Ê kìa con cua. Thôi chương trình mình chơi đàng hoàng chứ không có mà đánh lộn vật lộn. Tôi không bao giờ mà thích cái bạo lực. Bạo lực. Bạo lực. Anh Lâm ơi, Lâm ơi. Trời ơi, cuộc đua vô cùng ác liệt. Ôi bẻ đầu rồi. Ôi, cuộc đua vô cùng ác liệt.